Hello chào anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với video tiếp theo. Cho mời thì lại tôi đây. Thì hôm nay chúng ta lại tục quay trở lại với con 8OS em nhé. Thì trong con 8OS này thì em thấy thì có rất nhiều các thể loại, các tựa game anh em có thể mình trải nghiệm kiếm cơm gạo với tôi biết chưa. Đầu tiên thì đội chiến thì sẽ có Tiến Lên Miền Nam này, Barizac, Poker Texas, Chắc Kim Hoa, Người Cô Gái và Hà Phỏm nhé. Điện tử thì cũng sẽ có đa dạng khá là nhiều luôn em ạ. Ok chưa, rất nhiều luôn anh em ạ, quá là ngon luôn anh em này. Ở đây thì có cả quay hũ luôn, em cứ vào mình để trải nghiệm từng cái một thôi anh em, xem là ok thì mình phang kiếm cơm gạo còn gì nữa. Còn lại cũng có, nay thì quay trở lại với con tài xỉu M5 anh em nhé. Vào pem con tài xỉu M5 phát anh em ạ, kiếm cơm gạo hàng ngày phải nói là một từ đi em, nét luôn anh em ạ. À mà thấy dạo này ở trên Facebook và YouTube đây thì có nhiều cái gọi là quảng cáo tun hack tài xỉu anh em ạ. Nói thật là tất cả đều bịp thôi, anh em đừng có dại mà tin vào. Toàn lừa hết anh em ạ. Tin vào khi mình bị mất tiền thì cũng chỉ thiệt mình chứ thiệt ai đâu đúng không? Nên em phải cẩn thận để tránh em nhé. Ok chưa? Con tài 16 anh em ạ, con tài 16 này. Ok này, tay đầu thì chắc mình bố quả xỉu đi em ơi, nhẹ nhàng cụ rưỡi đi em ơi. Nay thì vốn cũng không to anh em ạ. Thì nhiều em cũng hỏi tôi rằng là bảo anh hướng dẫn cách bảo toàn vốn, vốn to vốn bé thì đây, nay nhân dịp gọi là vốn bé thì cũng làm clip luôn cho mình xem để anh có thể học hỏi anh kiếm cơm gạo thôi đúng không? Giật con này mà dỡ luôn luôn gì anh em, thoải mái đi. Ok này, còn 10 giây em ạ, 10 giây để mở bát cái tay đầu tiên mất xem nào, để xem em bú không nhá. Bú vật là ngon luôn luôn gì anh em. Ok em này mở bát thôi em ơi, để xem em tay đầu bú không. Ôi trời bú luôn em ạ, 54 ra 1 em ơi. Ngon luôn. Nặn 54 còn ra 1 thì nặn làm gì nữa anh em. Thoải mái luôn anh em ạ. Keng luôn anh em ơi. Ok chưa? Bú đây đầu luôn nhá. Thế ok tiếp tục thôi. Tay này bú quả tài đi em ạ. Tay đầu bú xỉu thì tay sau này tay này bú tài là đẹp anh em ạ. Anh em cứ phang đều tay thôi anh em ơi, phang đều tay là ok em nhá. Thoải mái luôn còn gì. Một cụ tư anh em ạ. Ok chưa? Mở bát phát em này. Rồi, 6 năm nặn gì anh em? Hỏi anh em, 6 năm thì hỏi anh em nặn cái gì nữa à? Được chưa? Bú vội còn gì? 6 năm thì bú luôn anh em ạ. Vậy là bú hai tay đúng không? Đẹp keng luôn anh em ơi, nét luôn anh em ạ. Ok chưa? Tay này thì bú tiếp quả tài nhá. Ok em này, còn có 20 giây thôi em ạ. Thì ở trên con 8OS này thì nhiều anh cũng bảo tôi rằng là anh thấy con nào ngon. Thì theo như tôi thấy thì trên con 8OS này thì con tài xỉu nổ hũ thì phang nó sẽ lại dễ hơn con tài xỉu mùa năm này em ạ. Cầu kéo con tài xỉu nổ thì tôi thấy phang nó khá là ok. Nó cũng không hay bị loạn cầu, không hay bị kiểu cũng dính cầu bệt anh em. Con thế nên là anh em có thể tùy anh em thích cái nào anh em có vào phang của anh em ạ. Ôi trời ơi. 234 anh em ạ. Gì ta? Ok không sao em nhá. Phang thì phải có gọi là tay bú đây xịt đúng không? Con xỉu 9 anh em ơi. Con xỉu 9 thì chắc tay này mình bú à tài nó ok rồi anh em ạ. Xỉu 9 bú tài nó ok luôn rồi. 2 cục rưỡi anh em nhé. Ok này, còn
5 giây đây em ạ. Ui, 1, 2, 3 em ơi. À, 1, 2, 3 kìa anh em kìa. Lẫn chưa anh em. Ok thôi không sao, thì tiếp tục anh em ạ. Lại phang tiếp thôi anh em. Năm cũ luôn anh em ạ. Năm cũ anh em nhé, phang thì rực rỡ luôn anh em ạ. Ok chưa, 5 giây mở bát anh em ơi. Mở bát tay cuối cùng xem ạ, để xem em bú không đây. Ok bú luôn, 652 bú luôn anh em ạ. Tuyệt vời. Ok thì thôi, thì chắc này mình phang như vậy nhé. Bây giờ mình cũng dừng video rồi thôi. Hẹn gặp anh em những clip sau nhé. Bye bye anh em. Bye bye.